Hello mấy chị ha, đẹp đi mấy chị ơi. Mẫu mới nữa rồi mấy chị ơi. Mẫu mới nữa nữa rồi mấy chị, xem like mấy chị bấm cho em cái nút like nha mấy chị. Nút like là ngón tay quay lên nha. Để là mẫu mới có là nó sẽ YouTube nó sẽ báo cho mấy chị nha mấy chị. Đầu like thì em cũng cảm ơn mấy chị đã quan tâm, đã chia sẻ, đã ủng hộ đồ của Điệp nha. Thì mấy chị nhìn em thì mấy chị cũng biết rồi đó. Cái mà tần suất của em mà ra video á là mẫu mới trong vài ngày là sẽ có mẫu mới, thì mấy chị cũng biết là đồ em đi thì mấy chị cũng đã tin tưởng rất là nhiều rồi, cho nên nó là em mới có ra mẫu mới hoài cho mấy chị đó. Rồi đồ thì đợt này cũng là vừa rồi thì đã bắt đầu là sẽ có đồ mẫu đồ mới ra liên tục, cho nên nó là nhiều khi á mấy chị không có nhiều chị không có bấm đăng ký kênh của em á, cái mấy chị xem lại video cũ hoặc là chị mấy chị coi những cái lâu rồi không à, thành ra rồi mấy chị mới ưng những cái mẫu đồ đó mà mấy chị gọi em thì hết đồ nha mấy chị. Cho nên đó là chị nào mà xem like của em thì mấy chị nhớ bấm cho em cái đăng ký kênh, nếu mà cái mẫu đó chưa ưng thì mấy chị xem để tham khảo ha. Còn mẫu nào ưng á thì mấy chị gọi cho em sớm một chút ha, để còn đồ nha mấy chị. Để tầm 3 ngày 4 ngày là đôi khi những cái mẫu mới là 2 ngày 3 ngày 4 ngày là nó sẽ hết hàng. Thì em á thì thường là em ít có quay những cái hàng đi hay đơn hàng hay tiền bạc gì, tính em thì không có quen vậy nha mấy chị. Cho nên á là mấy chị biết là đồ em có ra mẫu mới liên tục là mấy chị biết rồi. Đồ em bán rất là chạy được, mấy chị tin tưởng rất là nhiều. Cho nên là em cũng rất là vui ha, cũng cảm ơn mấy chị nha. Rồi mấy chị nhớ xem like của em, mấy chị nhớ bấm cho em cái đăng ký kênh nha, bấm nút like nha mấy chị. Rồi thì cái số điện thoại của em trên màn hình cũng là số Zalo của em. Chị nào có Zalo thì nhập vô, không đợi em đồng ý cứ nhắn cho em một tin, gửi cho chị xem mẫu đồ kiểu hay đồ bà ba, nhắn cho em một tin đặng em biết đồ nào mà em gửi. Hoặc là nhắn cho em chị 50 kg hay 55 kg gì đó là đặng em biết là đồ nào em còn thì em sẽ gửi cho mấy chị nha. Không đợi em đồng ý chấp nhận gì hết, hoặc là cứ bấm lên gặp tên em là Ngọc Điệp là gọi cho em nha mấy chị. Thì em cũng rất vui khi được mà mấy chị quan tâm, rồi mấy chị ủng hộ đồ của em, rồi mấy chị có những cái phản hồi cho em rất là vui nha mấy chị, vui lắm mấy chị. Và cũng có động lực để mà ra những cái mẫu đồ tiếp theo. Thì mấy chị xem like em, mấy chị biết rồi đó, mấy chị mua đồ của em mấy chị cũng biết rồi đó. Đồ của em thì cái chất lượng vải như thế nào thì mấy chị cũng đều biết rồi. Chỉ có những cái chị mà còn mới mua rồi còn phân vân, không biết cái cách em bán hàng sao, rồi đôi khi cũng điện cũng hỏi trước rồi này kia, Điệp ơi có được xem đồ, có được thử đồ hay không, rồi lỡ không vừa rồi sao, hay là em có giao hay là không, ở xa ở gần gì đó này kia. Mấy chị yên tâm nha, em giao hết trên, nói chung là trên trên cả nước của mình đi, cả nước Việt Nam của mình đi, thì ở đâu em cũng giao hết. Yêu cầu miễn mấy chị nghe điện thoại, mấy chị đặt hàng mấy chị nghe điện thoại là ở đâu cũng tới hết ha. Mấy chị ở trong những cái chỗ mà shipper không đi tới được thì mấy chị nghe điện thoại mấy chị ra ngoài để mấy chị nhận giùm em, hay là ở chỗ nào đó thì nói chung mấy chị nghe điện thoại để là tạo cái điều kiện là shipper sẽ giao tới cho mấy chị nha. Rồi cái đó là về phần đồ, mấy chị cứ nhắn cho em, mấy chị cứ nhá máy cho em nha. Mấy chị đừng có để cái mua hàng mà trên phần bình luận, chị muốn mua đồ gì vậy đó, rồi cái là nhầm khi em không có coi để mà em gọi cho mấy chị sớm á, tới chừng khi em xem lại á thì em gọi cho mấy chị thì em đã hết hàng đó chị. Cho nên nó là mấy chị gọi cho em sớm nha, không không có Zalo thì số điện thoại đó là số Zalo luôn, là cũng là số điện thoại luôn, cứ nhá máy qua em sẽ gọi lại nha mấy chị. Rồi thì hôm nay á em quay cho mấy chị á là pyjama với đồ ngắn, với một số đồ mà em đã quay rồi rồi em còn rớt size, em sẽ quay lại ha, rồi em sẽ giảm giá cho mấy chị nha. Rồi mấy chị xem hết like giùm em nha, hôm nay em quay pyjama tay tay dài nha, mấy chị để ý xem giùm em nha mấy chị. Rồi cái mẫu này á thì em cũng quay rồi, nhưng mà đợt hổm á là cái này là đồ đùi bèo bèo nhỏ hơn cái này một tí, có đợt là bèo nhí xíu luôn, rồi có đợt á thì bèo nhỏ hơn một tí, rồi đợt này thì bèo to hơn một tí ha. Chị nào ưng những cái mẫu này, mấy mẫu này thì rất là trẻ trung ha, rồi mình có thể che ngực được luôn ha mấy chị, mấy chị mặc chiều rất là thoải mái luôn, mấy có mấy cái bèo này thì che ngực luôn. Rồi đồ đợt này á thì là gọi là đồ đùi nha mấy chị, đùi của em đợt này là đùi hai túi chứ không phải là đồ một đùi một túi. Có đợt là đùi đùi một túi, đợt này là đùi hai túi sọt hai bên
ha. Đồ của bên đồ của đợt này là đồ nhắn đen nha mấy chị, đây đồ nhắn đen, đồ đồ có ben sát sát eo hết, sát người ra dáng đồ hết nha mấy chị. Đồ này là đồ có ben chứ không phải là đồ form rộng, đồ này là đồ loại như là mình thích mặc trẻ trung á, thích mặc ôm thì chọn mẫu này giùm em. Cái này á là em bán 45.000 nha mấy chị. Thun AT, cái này có số từ 2, 3, 4, 45.000 một bộ, nhưng mà 5 bộ em mới bao ship nha. Chị nào ưng cái mẫu này thì gọi cho em sớm nha. Dây bản nha, dây bản miếng bèo to 45.000 và hai túi sọt, mấy chị gọi vậy giùm em. À còn riêng nói về hoa văn ở trên đồ thì đồ này thì nói chung là giải khúc đó mấy chị, cho nên nó là rất là nhiều hoa văn luôn. Thì mấy chị gọi sớm giùm em một tí. Mấy chị gọi sớm giùm em một tí là rất là nhiều hoa văn. Thì không có cái hoa văn nào nó giống cái hoa văn nào á mấy chị. Cho nên nếu mà chị nào không có Zalo thì mấy chị nói giùm em, Điệp ơi lấy cho chị màu sáng hoặc là màu tối nha mấy chị. Màu vàng, màu nâu hay là sọc đen, sọc vàng, sọc tím hay sọc trắng đen gì đó. Chứ còn cái này là nó không có giống bông nha mấy chị. Để em dở lên cho mấy chị xem nè. Nó không có giống bông tại vì cắt giải khúc mà dồn lại mấy chị rồi cứ chảy ra mà cắt thôi. Cho nên nó là không có bông nào giống bông nào hết trơn á. Thành ra mấy chị nói lấy cho chị cái bông đó, nhằm khi cái bông đó nó không còn nha mấy chị. Ví dụ như cái đồ này em bận cho người đi, nó có một bộ thôi. Nó gửi bông này nó có một bộ thôi. Mỗi số nó chừng một bộ với hai à. Cho nên là nó không có lẻ, nó không có cùng xay mà nó lẻ xay. Thành ra là nếu chị nào không có Zalo thì nói giùm em, lấy cho chị màu nâu hay là màu vàng hay màu đỏ, màu tím, màu xanh hay là sọc gì vậy đó. Rồi hoặc là lấy ra cho chị là màu sáng hoặc màu tối. Còn chị nào có Zalo thì cứ nhập vô gọi cho em sẽ share cho xem hoa trực tiếp. Ưng hoa nào thì lấy hoa đó. Chứ không có một bông nha mấy chị, đây. Đây mấy chị thấy không? Nói chung á là hoa đẹp không chứ không có hoa nào mà mình không ưng hết á. Hoa nào nhìn thấy là cũng chịu không nổi luôn á mấy chị đó. Nhưng mà là có một cái là một bộ hai bộ vậy đó, cho nên là cứ nhập vô Zalo đi rồi em sẽ cho xem hoa, em sẽ cho xem hoa xem bông, người ưng cái nào thì em mới gửi cái nấy nha. Còn chị nào không có Zalo thì mới gửi theo màu sáng màu tối được nha mấy chị. Rồi 45.000 đồ có ben nha, đồ có ben. Quần thì là quần đùi, mấy chị nhớ cho em, quần đùi là trên đầu gối nha. Cái quần hai gang từ trên lưng đo xuống hai gang là tầm 40 đó mấy chị, 40 xăng á mấy chị. Rồi đồ có hai túi, quần hai gang AT dày dặn nha, chứ không phải là AT mỏng như những cái loại đồ kia. Đồ 40 thì đôi khi là có những cái là hoa AT nó mỏng hơn, còn này là AT dày dặn hơn. Này không có bông nào mà mấy chị chê hết. 2, 3, 4 nha mấy chị, 2, 3, 4 thì đều đồng giá 40.000 một bộ hết. Đầm giá 40.000 một bộ hết. 2, 3, 4 mấy chị ưng bông nào thì em mới gửi bông đó thôi. Này mấy chị thấy không? Mấy chị nói giùm em là trắng đen hay hoặc là nâu hay hoặc là sọc hay hoặc là gì đó, thì nói chung là nói vậy thì em sẽ gửi. Rồi còn có Zalo thì xem trực tiếp luôn. Cái hoa nào thích thì em mới gửi hoa đó. 40.000 một bộ nha mấy chị. 40.000 3 bộ là em bao ship rồi. Ủa vậy 5 bộ. em nói sai. 45.000 5 bộ là 225.000 là em bao ship nha mấy chị. Đó mấy chị thích tâm sáng thì nói chị Điệp ơi lấy cho chị màu sáng nha, đừng lấy màu tối nha. Rồi 45.000 5 bộ là 225 là em bao ship. Rồi hoặc là chị nào nói Điệp ơi lấy cho chị có tối có sáng ha. Cái này là có số nha, 234 nha. Hoa nào cũng đẹp, hoa nào cũng cưng hết mấy chị ơi, nhìn rất là cưng luôn. Rồi thì cái mẫu này mấy chị nhớ cho em nha. Số 234 là từ 45 cho tới là 65kg nha. Nhưng mà mẫu này là cái thân ôm nha. Còn chị nào mà không thích mặc cái thân ôm vậy và không thích mẫu này thì cái đùi hôm đó giờ em bán rồi đó mấy chị. Em bán rồi cái mẫu đùi này là cũng là thun AT ha. Cái số lớn thì thun AT nó dày dặn hơn là cái số nhỏ. Cái số nhỏ mà bông bự á mấy chị. Mấy chị nào mà thích bông to thì cái vải đó thì nó hơi mỏng hơn cái vải này một chút, nó mát hơn mà bông của nó to. Còn cái độ này thì cái vải này thì nó sẽ dày dặn hơn mà là đa số là bông nhuyễn với mấy cái màu tối nha.
Thì cái này là em cũng có quay rồi ha. Cái mẫu này á, là túi vuông nha mấy chị nè, túi vuông nè mấy chị. Đó, túi vuông là dây bản ở phía trước là dúng lại nha. Thì mấy mẫu này em quay rất là nhiều rồi cho nên là mấy chị cũng mua rồi. Đợt này em có số lớn nha, tầm 75 kg luôn. Chị nào mà mặc số lớn thì bảy mấy ký thì gọi em nha. Là cái mẫu này là mình có dúng ngang nha mấy chị. Phía trước là có chỗ kết nơ này, là em sẽ dúng ngang một cái đường này ha, dúng ngang một cái đường này. Quần thì túi vuông, xay 75 kg luôn, rất là nhiều hoa văn nha. Thì cũng như là những cái hoa văn kia vậy đó mấy chị, màu sáng hoặc là màu tối, mấy chị cũng nói như vậy giùm em ha, màu nâu hay là trắng đen hay là xanh đỏ vàng gì đó mấy chị nói cho em. Còn có Zalo thì mấy chị sẽ xem trực tiếp luôn, rất là nhiều hoa văn luôn á mấy chị. Mà nó như thế đó đó, nó sẽ lộn xộn hoa văn, nó không có một màu đâu. Mà hoa văn nào nhìn cũng bắt mắt, nhìn cũng đẹp hết đó mấy chị. Đó, hoa văn nào nhìn cũng đẹp hết, trắng đen đó là mấy chị. 40.000 nha, đồ mà không có miếng bèo này thì 40.000. 5 bộ em bao ship, 5 bộ 200 là em bao ship. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Size từ 45, 2, 3, 4 từ 45, size số 5 luôn mấy chị ơi, size số 5 luôn. Từ 45 cho tới là số 5 là 75 kg mặc vừa nha, đợt đồ này nha mấy chị. Mấy chị nào mà ưng thì gọi chị em AT ha. AT không có miếng bèo 40.000, nói với em là AT dày bông nhỏ hoặc là hoa văn nhỏ thì là giải vậy nha. Còn mấy chị mà lấy hoa văn to có viền viền đen ngang đây thì không có giống trước như này thì là không có, thì cái vải nó to. Vải thì nó hơi mềm hơn cái chất vải này một chút. Mấy chị biết tính em rồi đó, cái gì thì em nói ra nấy à. Cái nào mỏng thì em nói mỏng, cái nào dày thì em nói dày à, chứ em không có nói mà thí đại được nha mấy chị. Đây chị thấy không này, thì cái phía trước này là những cái xay to là nó mới có dúng này. Thì nhưng mà đồ đợt này là đồ vải dày và có dúng ngang cái này hết mà viền cùng màu. Còn có chị thì chịu viền khác màu cho nó nổi lên, viền khác màu thì là ho to, còn viền cùng màu cái đường viền này là cùng màu, có cái đường dúng chỗ này nè mấy chị, thì là cái hoa nhỏ hơn nha, là những cái hoa văn này ha, những cái hoa văn tối. Nói chung là những cái hoa văn tối là viền cùng màu và giải dày và có đường dúng này nha. Rồi thì cái này là 40.000 nha, còn bản là 45.000 nha, cái nào cũng 5 bộ em mới bao ship nha. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. À, chị nào mua mỹ phẩm thì cứ gọi cho em nha. Thì mỹ phẩm thì em bán quanh năm thì mấy chị cứ gọi cho em, có video thì em quay, có video em không quay ha. Thì mấy chị cứ gọi cho em. Rồi em cũng vẫn đợt này em cũng vẫn bán khuyến mãi á, là hai sản phẩm là em tặng một cái áo khoác nha mấy chị, hoặc là mấy chị nào không lấy áo khoác thì lấy một bộ đồ đùi ha. À rồi áo áo dài học sinh đó nha mấy chị, áo dài học sinh thì em vẫn còn. Chị nào mà chưa may áo dài thì gọi cho em nha, để em gửi áo dài sớm nha. Mấy chị cho dòng eo hoặc là cân nặng của mấy em á, thì em sẽ gửi cho chị bộ đồ bận vừa ha. Áo dài học sinh thì là 260.000 một bộ, em bao ship nha mấy chị. Rồi em có cổ tròn và cổ đứng ha. Thì luôn quần thì 260, còn mấy chị nào không lấy áo, ở không lấy quần thì lấy áo không, thì em sẽ trừ ra bên quần áo dài học sinh là 60.000 ha. Nhưng mà áo không thì em không bao ship nha mấy chị. Còn cái nào mà còn luôn quần luôn bộ thì em mới bao ship nha. Cái này là cái mẫu này là quần ống đứng nè mấy chị. Quần ống đứng thì tự nó nè, em cũng quay nhiều rồi, mấy chị cũng ủng hộ của em nhiều rồi ha. Thì ống đứng này thì dáng rất là đẹp luôn nha mấy chị, 100 ngàn một quần, lưng thun nha, lưng thun nha mấy chị, lưng thun có túi nha. Đây ống đứng nha mấy chị, thấy dáng quần không, rất là đẹp, rất là ok luôn. Cái này là thun xô len nha mấy chị. Thì em bán thời gian qua mấy chị cũng ủng hộ em nhiều rồi, nhưng mà em quay lại hôm nay, em quay lại mấy cái nào em có lại cho mấy chị nào mà chưa xem mấy cái video trước á thì cũng sẽ xem video này cũng thấy nha. Cái này á là thun xô len ha, dáng quần rất là đẹp, ai nhận rồi cũng ok hết á. Ống đứng có nghĩa là nó hơi ở trên với dưới, nhìn nó hơi cân đối nha mấy chị, nhìn cái chân mình nó sẽ dài ra mấy chị, nó cân đối, nó thon, nhìn dài ra. Cái này á là màu gọi cho em á là màu màu kem nha. Cái này là cà phê sữa nha. Rồi màu được kem, màu cà phê sữa, rồi màu trắng màu đen thì mấy chị biết rồi ha. Màu trắng màu đen 100 ngàn một quần, ba quần em mới bao ship nha mấy chị. Còn hai quần thì chia làm hai đơn ha. Một bên chịu phân nửa chị mấy chị, một đơn đi 15 ngàn.
Ủa vậy một đơn đi 30.000. À một em á thì em bán hai quần thì em chia cho mấy chị phân nửa đơn là một bên chịu 15.000 ha. Chứ nếu mà hai quần á thì em bao hết ship á thì em bao không nổi cho mấy chị. Mà để mà mấy chị mà chịu hết phí ship thì cũng tội nghiệp mấy chị. Cho nên là em hay vậy đó, miễn cái nào em độ mà em có cái chi phí mà em bao được cho mấy chị là em bao thôi. Rồi, à 100.000 một quần, ba quần thì em bao ship. Cái này là bốn bốn màu trắng đen và kem và cà phê sữa ha. Cà phê sữa thì có người gọi là nâu gì đó, thì kem nâu thì hai cái này thì nó lợt hơn và nó đậm hơn một tí nha. Cái này thì em có ba số 2, 3, 4 thì tương đương với là 35, 37 và 39. Chị nào mặc số 2 thì gọi nó là 35, mà chị nào mặc số 3 thì 37 và số 4 là tương đương với size 39. Cái quần á mấy chị, cái số size của nó không có giống như cái số size bên này, nó có là mò là 2, 3, 4 á mấy chị. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Rồi em qua mẫu. Rồi cái mẫu tiếp theo của em nha mấy chị, cái này là pyjama nha mấy chị. Pyjama thì hôm rồi á là pyjama tay tay ngắn, rồi xong rồi quay lại pyjama tay dài ha. Rồi hôm nay cũng là cái hoa văn mới của pyjama tay dài nha mấy chị. À, pyjama tay ngắn, tay dài hồi đợt rồi thì em còn beo ha. Chị nào mà ưng beo thì gọi cho em. Thì 100 ngàn nha mấy chị, đồ tay dài này thì 100 ngàn. Tại vì làm phi gài nút gì tùm lum hết trơn mấy chị ơi. Làm phi đâm nút gì tùm lum hết trơn á. Này là mấy chị gọi cho em á là vuông ha, vuông lập thể ha, tay dài nha mấy chị. Tay dài viền tay ha, viền túi luôn nè mấy chị, viền tay viền túi luôn ha. Rồi cái này á là bâu hồi đợt rồi á là bâu lá sen. Cái này á là bâu này là bâu cổ xây nha mấy chị. Nhìn cái bâu thì trẻ trung hơn ha. Trẻ trung hơn cho nên là nhìn rất là đẹp. Cái này thì hai lớp đó mấy chị. Phía dưới là cái bâu đen, ở trên nó là cái bâu vải của nó. Đây, gọi nó là cho em là bâu cổ xây nha mấy chị. Cổ xây, cổ xây, cái này gọi lá sen nhọn đi cho mấy chị dễ gọi đi, để ra gọi cổ xây mấy chị không biết. Cái này là lá sen nhọn là không có dúng nha, lá sen nhọn hai lớp. Mấy chị gọi cho em lá sen nhọn hai lớp đi cho nó dễ đi ha. Cái này là vuông, vuông này là vuông vuông riêu ha. Màu màu riêu nha mấy chị. Cái này là ô vuông. Ô vuông màu màu riêu nha mấy chị. Rồi, 100 ngàn một bộ nha. Cổ rất là vừa vặn nha mấy chị, chứ không có rộng nha. Chị nào ưng bâu thì gọi cho em. Mấy chị nào mà cần tay dài mình mua bán ở trong nóng đồ này kia đó. Thường là mấy chị bán hủ tiếu đồ, mấy chị bán trong bếp trong đồ nóng, mấy chị hay chọn mấy cái áo dài tay này lắm. Để mình mặc một bộ mình khỏi mặc thêm hai ba lớp á mấy chị. Rồi cái này gọi cho em á, là vuông riêu ha. Viền viền ống quần luôn nha mấy chị. Đây viền ống quần luôn, ống ống quần mình viền luôn. Cái ống này á, thì là tầm khoảng là 10 16 18 nha mấy chị. Vuông riêu pyjama. Vuông riêu xây nhà cổ lá sen hai lớp đi, lá sen hai lớp 100 ngàn một bộ nha. Cái này á, thì em có 3 4 màu. Cái này hồi nãy là mấy chị mấy cái mẫu này hồi nãy nè. 45.000. Có bi nữa nữa nè mấy chị, nãy em quên đưa xuống cho mấy chị coi nữa. Đây hoa cúc trắng nữa nè mấy chị, hoa cúc nè. Hoa cúc nữa nè, nhìn rất là đẹp, mấy mẫu này nhìn trẻ trung lắm nha mấy chị gọi cho em nha. Cái này thì có em pyjama này là em có 5 màu nha. Vuông này là vuông đỏ nha. Vuông đỏ em có 2 3 4. 2 3 4, chị nào nằm trong lông vòng đó thì gọi cho em. 2 3 4 100 ngàn một bộ. Ba bộ thì em mới bao ship nha. Pyjama vuông đỏ. Vuông đỏ rồi vuông riêu, gửi này là vuông vàng nha. Cái này mình có vuông nào vuông riêu vuông vàng. Rồi 100 ngàn một bộ, vuông đỏ, vuông riêu rồi vuông vàng. Rồi vuông nâu. Cái này là vuông nâu đây nha mấy chị. Đây nâu. Mấy cái màu này cũng rất là đẹp ha mấy chị, nhìn rất là sang luôn đây, mấy chị nhìn nè. Vuông nâu ha, mấy chị gọi cho em vuông nâu ha, đồ nào cũng có túi hết nha mấy chị, túi trên rồi túi quần luôn nha mấy chị, cái nào cũng có túi hết, túi quần luôn. Túi quần rồi túi áo luôn. Cái này gọi cho em á là vuông nâu nha. Thì em có 4 màu,
vuông nâu rồi vuông riêu rồi vuông đỏ rồi vuông vàng nha, 100.000 một bộ nha mấy chị, 100.000 một bộ, em bao ba bộ là em bao ship. Rồi chị nào ưng cái mẫu này thì gọi cho em nha, 2, 3, 4, 100.000 ba bộ em bao ship. Còn nếu mà mấy chị muốn lấy ba bộ khác nhau vẫn được nha mấy chị, ví dụ như một bộ pyjama rồi một bộ kiểu hay là một bộ ống rộng hay bộ gì đó mà thích thì cứ lấy riêng nhau, rồi em sẽ chia tiền ship, em sẽ tính rồi em sẽ phụ tiền ship cho mấy chị nha, chứ chứ không cần là ba bộ một kiểu nha. Chị nào thích một kiểu thì mới lấy một kiểu thôi, còn chị nào không thích một kiểu thì lấy cho em là hai kiểu ba kiểu gì đó ha. Thì hay là chị nào muốn mà mặc thử một bộ thì em cũng vẫn bán luôn, bao nhiêu em cũng bán hết, nhưng mà là tùy theo cái đơn mà để mà em phụ ship cho mấy chị thôi nha. Rồi em tiếp theo thì em quay tiếp cho mấy chị cái mẫu đồ này. Đồ này thì hồi hôm rồi em quay rồi, hôm nay em quay lại. Cái này là sọc nhí nha, sọc nhí mấy chị gọi cho em là sọc nhí cổ vuông, tai dúng phòng heo quần ống 20. Mấy chị xem like mấy chị nhớ giùm em và mấy chị nói giùm em cho nó rõ là ống túm hay là ống rộng, để là em biết em lấy đồ cho nó đúng á, làm khi em gửi sai á mấy chị. Cái này là sọc vuông nè, sọc vuông nè ha, sọc nhí chứ, sọc nhí cổ vuông tai phòng ống 20 màu xanh dương. Rồi cái này là màu tím, rồi rồi màu đỏ, rồi còn màu vàng nữa nha mấy chị, tại nãy em thấy còn nhiều em quay nhiều luôn. Rồi màu vàng, màu vàng, rồi màu đỏ, rồi màu tím, rồi màu xanh nha. Cái này là ống 20 85.000, thì ba bộ em cũng bao ship như vậy. Cái này là ha, là còn hiện giờ em không còn hai nha, em còn 3, 4, 5, thì số 5 thì 90.000 nha mấy chị, còn 3, 4 thì là 85.000, ba bộ em bao ship. Rồi cái này là gọi nó là sập luôn. Rồi còn cái mẫu này là cái mẫu cánh quạt, hôm đó em cũng quay rồi cho nên là em chỉ quay lại sơ qua thôi. Thì cái mẫu mà ống rộng này là thun lạnh nha mấy chị, mặc rất là mát luôn, mặc rất là ok luôn, chị nào mua rồi thì cũng đều là mua thêm hết. Cái này thì gọi cho em là cánh quạt nha mấy chị nè, mấy chị nhìn nè, nó hình y như là cánh quạt mấy chị. Rồi cái này là cánh quạt nâu nha, rồi cánh quạt màu xanh biển ha, rồi cánh quạt màu vàng nha, cánh quạt màu vàng, rồi cánh quạt màu hồng nữa, cánh quạt màu hồng nữa nha mấy chị. 85.000 một bộ, ba bộ em bao ship quần ống 20 nha. Mấy chị nhớ giùm em, nói giùm em cho rõ, chị mua cổ vuông ha, ống 20 ha, cái hoa nhí hay hoặc là cánh quạt hay hoặc là sọ sọc mặt võng hay hoặc là sọc nhí gì đó thì mấy chị nói vậy thì em mới lấy đồ cho đúng nha. Mấy chị nào có Zalo thì dễ rồi, còn sợ là những chị không có Zalo á, rồi không có nói rõ thì em sẽ lấy sai đồ á. Mấy chị xem đi xem lại nhiều lần giùm em, mình xem xong rồi mình bấm quay trở lại, hoặc là cái đường mà nó chạy chạy mấy chị bấm ve trở lại giùm em, chỗ nào mấy chị xem chưa kỹ mấy chị xem lại giùm em, rồi mấy chị hãy quyết định nha mấy chị. Để mà quyết định một bộ đồ thì đôi khi mình phân vân, tại vì nó có nhiều hoa văn rồi nhiều mẫu rồi không biết mua cái nào, cho nên nó là một khi mà mình mua thì mình phải xem đi xem lại rồi xác định cho kỹ, chứ để có một số chị á thì dứt khoát lắm, điểm ơi lấy cái đó 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 là chị rồi, rất là dễ luôn, nhiều chị rất là dễ luôn, bán hàng rất là dễ luôn, vui lắm. Còn nhiều chị thì cứ nhùng nhằng, không biết cái này đẹp không, không biết cái kia đẹp không, không biết cái này được không hay gì. Nếu mấy chị còn phân vân, mấy chị xem kỹ giùm em rồi mấy chị hảo quyết định ha. Rồi một khi mình quyết định rồi thì mình cũng đừng có thay đổi giùm em, để khi mà quyết định rồi rồi đặt đồ rồi cái cứ thế này thế kia cái không nhận đồ làm tội nghiệp cho em nha mấy chị. Phí ship đi và phí ship về là rất là nặng đó mấy chị, cho nên nó là mấy chị cũng phải quyết định kỹ giùm em rồi hả chọn nha mấy chị. Rồi mấy cái này là đều là thun lạnh hết nha, cái có bốn màu, tại nãy em lấy đồ còn treo sẵn ba màu, em lấy luôn ba màu. Rồi em qua mẫu nha, thì để em qua mẫu cho mấy chị xem. Cái mẫu này của em là hôm đó em có quay rồi, nhưng mà là hôm nay em còn lại số 2, thì em bán xả cho mấy chị. Chị nào mà ưng cái mẫu này số 2, mặc vừa số 2 và ưng mẫu này thì gọi cho em nha, tại vì em còn có mấy bộ hà, cho nên là em bán 60.000, hôm đó là em bán 75.000, còn bây giờ em bán 60.000 là em bán giá vốn lại cho mấy chị luôn.
em bán, nói chung là bán lỗ chứ không phải là nói bán vốn nữa, bán lỗ là cho mấy chị luôn, bán sale cho mấy chị luôn là 60.000 một bộ. Thì cái này á, là bộ em mặc trong người á, mấy chị gọi cho em á, là vuông vàng nha, số 2 nha. Chị nào mặc vừa số 2 thì gọi cho em vuông vàng số 2. Cái này là ống túm nha, ống túm mẫu trẻ nha, vuông vàng số 2. Rồi mấy chị gọi cho em cái này là beo xanh. Cái này là beo xanh nha, beo xanh cũng số 2 luôn. Rồi beo tím, beo tím số số 2 luôn. Rồi mấy chị, rồi cái này là vuông nâu cũng số 2 luôn nha mấy chị. Thì cái này là em còn bốn cái màu này là số 2 ha. Rồi còn một cái màu này là nó là cái cánh quạt số 4 nha mấy chị. Rồi cánh quạt số 4 nha. Rồi cái này là em bán 60.000 một bộ, nhưng mà khi mà em bán sale rồi thì em không có bao ship nha nha mấy chị. Cho nên là mấy chị phải đi cùng đơn thì là em mới tính cái giá này. Còn nếu mấy chị nào mà mình đi riêng thì mấy chị phụ tiền ship cho em nha mấy chị. Rồi cái này là mấy chị gọi cho em là dây bản vuông vàng ha, số 2 không nha mấy chị, chỉ có một, còn một bộ này là số 4 thôi. Chị nào mà mặc số 4 thì chỉ còn một bộ cánh quạt màu riêu này thôi. Rồi còn hai cái mẫu này là hai cái mẫu cổ bà lai ống 20 nha. Hai mẫu cổ bà lai ống 20, cái này là số cái này là cũng là số 2 luôn, em bán 60.000 thôi nha mấy chị. Đồ này em bán 60.000, đồ này em cũng bán 60.000 luôn. Cái này là cổ bà lai ống 20. Chị nào mà mặc vừa cái số 2 mà ống 20 giờ cái mẫu cổ bà lai này á, mẫu cổ bà lai này thì gọi cho em nha. Em bán 60.000, em bán sale em không có bao ship được nha mấy chị. Rồi là cái mẫu đó. Rồi cái mẫu tiếp theo là cái mẫu này. Cái mẫu này thì mấy chị gọi cho em cái này là ống ống đứng nha. Ống ống đứng nha mấy chị, ống 20. Cái này là chôn bầu nha. Chôn bầu thì cái này em cũng bán rồi hôm đó rồi. Là bao lật ga ha, cổ tim bao lật. Mấy chị gọi cho em là cổ tim bao lạc gài nút. Cái này là số 3 nha. Chị nào mặc vừa số 3 thì nói với em số 3, 60.000 một bộ em bán sale nha mấy chị. 60.000 một bộ em bán sale thì em không có bao ship được. Cái này gọi cho em là beo trắng đen. Beo trắng đen số 3. Cái này thì em có, em còn hai hoa, beo trắng đen và beo vàng. Beo vàng này là cũng số 3 luôn nha mấy chị. Hai bộ này là một kiểu nha. Đây, beo nhí vàng và beo nhí trắng đen là cổ tim bâu lật ga gài nút. Cái này hôm hổm em bán 85.000, hôm nay em bán sale luôn là còn 60.000 nha. Đồ này thì em không bao ship nha, số 3 nha. Rồi beo nhí vàng và beo nhí trắng đen số 3 gài nút. Rồi cái mẫu này, cái này thì cũng là gài nút luôn. Cái này là số 2 nha mấy chị. Cái này gọi nó là sọc vuông nha. Mấy chị gọi giùm em sọc vuông bao lật ga, cái này là số 2 ống đứng nha. Số 2 ống đứng 60.000 luôn. Rồi cái này là hoa tulip nha, cái này là bao lăng tông. Cái này gọi giùm cho em cái này bao lăng tông số 1 60.000 luôn nha mấy chị. Là cũng ống đứng luôn nhưng mà cái này là chôn ngang nha, còn hồi nãy là chôn bầu. Mấy cái mà cổ lật ga nha, cổ mà nửa cổ tim nửa như vậy là chôn bầu là nó hơi dài. Còn mấy cái kia thì nó hơi ngắn hơn, ống đứng hết. Cái này em hổm là em bán 85.000, giờ còn mấy bộ em bán 60.000 luôn. Cái này là số 2 nha. Rồi cái hoa tulip này là số 1 nha. Rồi cái ống ống đứng có gài nút nha. Chị nào mặc vừa mấy cái bộ này thì gọi cho em. Rồi qua tulip luôn. Rồi cái này là em còn cái này là vuông nâu nha, mấy chị gọi cho em á là vuông nâu nha. Vuông nâu cái này là cũng cổ tim nửa lật ra luôn nha mấy chị. Cổ tim nửa lật ra, cái này là số 3 nha mấy chị. Chị nào mặc vừa số 3 thì gọi em nha. Cái này là chôn bầu nha, dài nha mấy chị, gọi cho em nó là vuông nâu số 3 60.000 luôn. Rồi cái này là sọc. Sọc này là sọc trắng đen, cái này cũng là số 3 luôn. Sọc trắng đen số 3 luôn, mấy chị gọi cho em sọc trắng đen số 3 luôn 60.000. Rồi thì mấy chị nào mà mặc vừa mấy cái đồ đó thì hôm nay em bán giảm giá hết nha mấy chị, giảm giá lại không bao ship nha. Cái mẫu này chưa, rồi con chưa làm. Cái mẫu này thì em bán cũng 60.000 luôn đó, cái này còn số 2 đó, nãy em quay rồi đó. Chị nào ưng mấy cái mẫu đồ sale này á thì gọi cho em, thì một là em không bao ship, hai là mấy chị có thể đi chung với đơn, những cái đồ mà em bao ship thì sẽ tính chung luôn, đỡ tốn phí ship nha mấy chị.
Rồi, cứ lại rồi thì em cũng cảm ơn mấy chị thời gian qua cũng quan tâm, cũng chia sẻ cho em nha. Rồi, mấy chị bấm cho em cái đăng ký kênh nha mấy chị, chia sẻ cho em nha. Để mà mẫu mới của em ra mấy chị sẽ nhìn thấy em nha. Rồi, chắc có lẽ là 1-2 ngày nữa em sẽ có cái mẫu mới ống túm nha. Chị nào mà mặc ống túm thì mấy chị chờ em ra mẫu mới nha. Rồi những cái mẫu mà tay ghép đen đó mấy chị, rồi cái mẫu mà của đợt trước mà em may mà beo đá đó, rồi mấy chị cứ hỏi em hoài luôn. Mà hôm nay em mới may lại cho nên là chị nào mặc ống túm là chờ mấy cái like mẫu mới của em nha. Rồi bye mấy chị nha.